Britney Spears và bạn trai kém 13 tuổi đính hôn giữa lùm xùm kiện tụng. Cuộc kiện cáo pháp lý của Britney Spears đã đạt được nhiều bước tiến mới khi vừa qua, bố của cô, ông Jamie Spears, đã nộp đơn xin rút khỏi vai trò người giám hộ sau 13 năm. Giờ đây, khi nữ ca sĩ đã không còn bị bó buộc, người hâm mộ hy vọng cô có thể sống hạnh phúc, kết hôn với bạn trai và đứng trên sân khấu ca hát. Một trong những dấu hiệu đáng mừng là vào sáng ngày 13 tháng 9 giờ Việt Nam, Britney Spears bất ngờ đăng tải hình ảnh ngón tay áp út đeo nhẫn kim cương, xác nhận đính hôn với bạn trai Sam Asghari. Tin vui của cặp ca sĩ đình đám Hollywood khiến khán giả vô cùng vui mừng và mong chờ hôn lễ. Thậm chí, công chúa nhạc pop còn khoe chiếc nhẫn kim cương 4 carat to đùng lấp lánh trên ngón tay áp út, khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Được biết, Britney bắt đầu hẹn hò với bạn trai kém 13 tuổi từ năm 2016, sau khi hợp tác trong MV Slumber Party. Theo truyền thông, chiếc nhẫn đính hôn của giọng ca 39 tuổi được đặt làm riêng và có tên là The Britney. Thông tin được quản lý của nam ca sĩ Sam Asghari tiết lộ, Sam vô cùng hạnh phúc khi được tham gia vào quá trình chế tác của chiếc nhẫn có 102 này. Ngoài ra, The People cho biết, Sam cầu hôn Britney tại nhà riêng và nữ ca sĩ đã vô cùng vui sướng khi được bạn trai ngỏ lời. Trước đó, cặp đôi đã vượt qua nhiều thăng trầm, bên nhau những lúc khó khăn nhất và giờ đây, họ đã viết nên cái kết viên mãn cho mối tình 4 năm đầy thử thách.